luật nào quý vị? Sách luật hôn nhân và gia đình. Hôm nay tôi nói một điều luật, và tôi muốn sau khi xem video này thì tôi không chuyển hết quý vị và các bạn về điều luật đâu, mà quý vị và các bạn nếu trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái vấn đề mà liên quan đến mình thì quý bạn tự tìm hiểu trên Google nha. Cái chuyện của tôi như thế này, một lần tình cờ đi tòa thì tôi thấy một cái bạn quen quen, thì bạn cũng nhìn tôi, bạn nhận ra tôi, thì cả hai kéo nhau ra quán cà phê. Trong cái quán cà phê thì bạn kể với tôi rằng là bạn đi nước ngoài về, thì khi mà đi nước ngoài về thì khi về Việt Nam thì vì đi một thời gian dài, sau đó thì trốn ra ngoài và lưu vong, tiền bạc thì bạn gửi về cho gia đình. Tôi không nhớ chính xác nhưng mà khoảng hơn 10 năm gì đó. Vì về đây thì có một vài người giới thiệu cho một em nhỏ hơn tuổi bạn rất nhiều. Thì quý vị và các bạn biết rồi, tôi là cũng ở tuổi là U40 rồi. Bạn là học chung với tôi là cấp 2, cho nên cũng cỡ tuổi bằng tuổi tôi thôi. Lấy vợ không yêu, con trai yêu bằng mắt mà, cho nên lần đầu tiên mà thấy qua người giới thiệu thì ok, đồng ý liền. Tuy nhiên quý vị và các bạn biết không, điều gì đến phải đến. Cái tính cách giữa của vợ và tính cách của người bạn tôi hoàn toàn khác nhau. Bạn tôi là một tiếp người cần cù, chịu khó, và cái việc mà đi nước ngoài nó cũng đã thấm đẫm vào cái xương tủy, xương cốt của anh. Anh xài tiết kiệm. Còn cô vợ mà, hôm nay thì anh ơi mua cho em cái này, anh ơi mua cho em cái kia, và tụi mình đi chơi đi. Và đó là sự không hòa hợp trong cái cuộc sống chung vợ chồng. Tôi không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng tôi biết được rằng giữa cái khoảng cách giữa người chồng hơn 20 tuổi so với người vợ thì rõ ràng có một cái sự chênh lệch về quan điểm sống, về xét, về nhiều vấn đề nữa. Chắc chắn là các cô gái hiện tại, hiện đại mong muốn lấy một cái người chồng để làm một cái cổ thụ cây đa cây đề. Tuy nhiên nếu các em nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng nếu như các em nghĩ rằng khi các em mới có 20 mà em lấy một cái người chồng 60 thì rõ ràng như vậy nó có một cái khoảng cách, thì khi em 40 thì anh bao nhiêu tuổi? Thông qua cái video này tôi chỉ nói về trường hợp cá nhân của người bạn tôi. Tôi không nói và không lên án tất cả những người trong cái xã hội. Tại vì cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Các bạn trẻ có quyền lựa chọn cho cuộc đời mình. Các bạn có quyền lựa chọn cho tương lai cuộc sống của mình bằng tình yêu của mình. Nhưng tôi đang nói về trường hợp của anh bạn tôi. Thì bắt đầu anh mới kể cho tôi nghe rằng là Thu biết không? Về thì bà xã của mình chỉ là không có những cái kỹ năng của người làm vợ. Và mẹ thì ốm nhưng bà xã mình vẫn cứ đi chơi. Thì đi chơi đến tận đêm mình nhắc thì bà xã lại lo, bà xã lại cho là anh khó khăn, buồn bã. Thì mình có phản ứng thì bà xã bỏ về. Và mình đã cho cái thời hạn cuối cùng, deadline, là trong vòng bao lâu đó bà xã phải về. Thì thật ra giữa gia đình mình và gia đình bà xã là cái mối quan hệ quen biết thân thiết, cho nên mình cũng không có gọi là không có làm quá và quyết định khởi kiện ở tòa.
bạn chỉ kể như vậy thôi, bạn chỉ kể tôi nghe có như vậy thôi. Thì tôi bảo ừ, nếu mà quan hệ mà trong hôn nhân như vậy mà bạn cảm nhận rằng cái cuộc sống của bạn, người vợ không phải là song hành cùng cái quan điểm của bạn, về kinh tế thì là cả bà xã không có đi làm, về tính cách thì cũng khác nhau, về trong cuộc sống thì bạn là như vậy đó, thì ok, tôi sẽ giúp bạn. Hóa ra là như thế này quý vị và các bạn ạ. Chị vợ của bạn tôi đó, chị khai với tòa rằng chị có thai. Còn anh chồng bảo, bạn tôi cũng bảo nó có thai hay nào, không có thai. Cái chuyện có thai hay không có thai ở đây mình không bàn. Và cái kinh nghiệm mà, luật sư mà, trọng chứng hơn trọng cung, thì tôi cũng đưa cái thông điệp này đến cho cái người thẩm phán quen. Thì anh bảo ok, nếu em cần thì sẽ yêu cầu người vợ cung cấp cái chứng cứ bằng cái phiếu siêu âm. Quý vị biết không, tòa án đã yêu cầu chị vợ cung cấp cái phiếu siêu âm hình ảnh có thai. Quay lại nói chuyện với bạn, tôi bảo với bạn rằng không được bạn ơi, luật quy định rồi, quy định của bộ luật nè bạn, luật hôn nhân và gia đình nè các bạn, quy định rồi nha. Một điều luật trong luật hôn nhân và gia đình nói rằng người chồng không có quyền ly hôn nếu người vợ có thai. Ông ơi, ông rút đơn khởi kiện đi. Thế là người chồng bạn tôi đó, nói thiệt với quý vị và các bạn, làm cho người lạ thì dễ lắm, mà làm cho người quen nó không có tin. Nó bảo chứ bà không muốn giúp tôi, rồi nào là trách móc, chắc là cái anh này, anh xử mình có vấn đề. Tôi thì tôi bảo rằng là thật ra cái việc mà ly hôn và đưa ra những cái chứng cứ cho việc ly hôn không có khó đối với mình, mà không khó đối với thẩm phán. Bây giờ có một cái chứng cứ là cái phiếu siêu âm có bé vài tháng thì sao? Và thế là chuyện gì đến phải đến. Bạn không nhờ tôi nữa, bạn không nhờ tôi nữa. Và tòa án đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của họ. Thế đấy quý vị, nộp đơn ly hôn, tòa không chấp nhận, đưa ra một cái phiên xử, xét xử không chấp nhận yêu cầu ly hôn. Tòa viện dẫn một cái điều luật trong này nè. Hôm nay tôi không nói về cái điều luật. Nếu quý vị và các bạn quan tâm thì quý vị và các bạn sẽ xem và sẽ biết điều luật nó là như thế nào. Mấy bạn lên Google, mấy bạn search nha. Search từ vợ có thai, chồng có quyền ly hôn không? Từ khóa đó thì quý vị sẽ biết nó nằm ở điều mấy. Tôi có thể lật luật đó, nhưng mà tôi không lật luật đâu. Kể tiếp nha quý vị. Sau khi bản án sơ thẩm, tòa án nhân dân của quận huyện đã có phán quyết là bác yêu cầu khởi kiện của anh, thì anh lại tiếp tục kháng cáo. Giờ là không chơi với bạn Thu nữa, vì bạn Thu nói không đúng. Tòa án nhân dân của tỉnh đã bác yêu cầu khởi kiện, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh. Sau khi mà tòa không chấp nhận yêu cầu của anh, thì anh bạn tôi á điện lại, alo Thu ơi uống cà phê. Thì tôi bảo rằng trong cái phán quyết của tòa nó có một cái thời hạn là bác cái yêu cầu khởi kiện, thì bạn xem coi nếu trong trường hợp tính từ thời điểm mà cái bầu thai đã lớn cho tới bây giờ á, sẽ nộp đơn ly hôn. Thì bạn bảo với tôi rằng nghe người ta nói là cái thai đó nó không giữ được. Thì tôi bảo rằng thôi thì như vậy thì cũng để tình hình mình nữ mà, mình cũng đảm bảo sức khỏe cho cái chị kia, chị em gái kia chứ.
thôi thì để sức khỏe cho nó em nó ổn định đi, rồi bạn nộp đơn ly hôn, nếu bạn cần gì thì mình sẽ giúp bạn, không điều kiện. Thưa quý vị và các bạn, thông qua video này thì tôi nói cho quý vị và các bạn, trong trường hợp có một ai đó nộp đơn khởi kiện ly hôn tại tòa, nếu trong trường hợp có nằm trong những cái quy định của pháp luật về việc là con dưới 30, con dưới 12 tháng tuổi, vợ đang mang thai thì chồng không có quyền ly hôn nha quý vị và các bạn. Tôi sẽ làm thêm những cái video và để tặng quý vị và các bạn thêm nữa nha. Xin trân trọng cảm ơn.